Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Đêm mưa Sài Gòn 6 giờ tan tầm, dòng xe hối hả trở về nhà. Sau ngày dài làm việc, đường phố trơn trượt khiến cho hành trình trở nên gian nan hơn. Nhưng không thể làm chùn bước anh em tụi mình. Sau bao nỗ lực, Sevan và mình đã đến được nhà anh khách tại quận 2 để bàn giao chiếc piano quốc dân KS1 Bluetooth. Mời anh em tiếp tục theo chân tim nhé. Chiếc đàn piano được đội nâng niu nhẹ nhàng đưa từ xe xuống cửa chung cư. Việc bảo vệ tối ưu cho mọi sản phẩm nhạc cụ khi giao hàng đến tay khách hàng, đặc biệt là trong những ngày mưa, luôn được Minh Phụng Music đặt lên hàng đầu. Lớp ni lông dày giúp ngăn nước mưa xâm nhập vào bên trong đàn, bảo vệ các bộ phận điện tử và gỗ bị hư hỏng, cũng như bảo vệ đàn khỏi chày xước do va đập. Các anh thợ cẩn thận khiêng thùng piano đi theo hành lang để vào nhà. Team xin cảm ơn bác gái đã giúp các bạn nhân viên mang phần quà tặng quen thuộc, chính là ghế piano màu đen. Và dưới ánh đèn rực rỡ, thùng đàn Kodman KS1 Bluetooth được đặt giữa phòng khách. Bây giờ các bạn nhân viên đang bắt đầu lấy từng bộ phận của đàn đem ra ngoài chuẩn bị lắp ráp. Minh Phụng Music sẽ cùng lắp đàn với anh em qua các bước dễ làm dễ hiểu sau đây. Đầu tiên, các bạn lắp lần lượt hai chân đàn vào pedal, cố định vị trí ốc bằng tu vít. Sau khi đã gắn chân đàn, các bạn sẽ lắp tấm chắn sau vào chân và pedal. Cuối cùng sẽ đưa thân đàn lên trên và kiểm tra loại toàn bộ piano. Sự chuyên nghiệp sẽ mang đến khách hàng sự hài lòng, thì mọi yêu cầu của khách hàng đều được team đáp ứng một cách nhanh chóng. Và đây là những thông tin kỹ thuật vô cùng ấn tượng trên Kodman KS1 Bluetooth. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Đàn được trang bị hai cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng Bluetooth MIDI ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng. Cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn nhiều chức năng hiện đại như metronome đếm nhịp, Trinova trộm tiếng, dance bow tăng giảm tông, và đặc biệt các nút chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ 3 pedal, sustain pedal, Soston Nuto, Soft, điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc. Chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định với hai loa công suất 25W dưới thân đàn. Chính sách dành cho khách hàng mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Như những phím đàn piano uyển chuyển tạo nên bản nhạc du dương, dịch vụ khách hàng xuất sắc chính là chìa khóa để Minh Phụng Music tồn tại và gặt hái những thành công ngày hôm nay. Hình ảnh bé gái đang cùng ba thử âm và cảm giác phím trên KS1 Bluetooth chính là bức tranh dịch vụ khách hàng lý tưởng mà đơn vị mình luôn hướng đến. Minh Phụng Music luôn lắng nghe nhu cầu, mong muốn của bạn, thấu hiểu đam mê âm nhạc của mỗi người. Từng lời khuyên tinh tế giúp bạn chọn lựa được nhạc cụ phù hợp nhất. Mỗi khách hàng đều nhận được sự trân trọng và vun đắp mối quan hệ gắn bó bền vững lâu dài. Vậy là buổi bàn giao piano Kodman KS1 Bluetooth đến với hai em bé dễ thương tại quận 2 đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.